Nhỏ tóc vàng hả? Ủa? Đúng mẹ, lâu nay. Ê, bé. Khỏe không mày? Dạ, khỏe. Sao mà lạnh không ở nhà đi qua đây làm về tao gì vậy? À, không phải qua thăm anh em thôi, tại lâu quá không thấy anh Phong gọi, không biết anh Phong có chuyện gì mà thăm. Ồ, trời, tốt quá, anh em mà tốt quá. Dạ. Mời ngồi, mời ngồi. Dạ, hôm nay em ngồi rồi. Ngồi rồi, em ngồi rồi, đứng rồi, tốt rồi. Hey, sao rồi, nhà này khỏe không? Dạ. Ủa, cái số mày sao tôi gọi hoài không được á? Dạ đâu có, số em 10 năm nay em giữ gì đổi đổi luôn anh. Dạ. Ừ, chứ chắc tại sống mày yếu đó, chứ anh mày gọi mày nhiều lắm. Dạ, dạ, đâu có, phone em đâu bị gì đâu, ai gọi em cũng được mà. Ờ, vậy hả? Dạ. Vậy chắc phone tao có vấn đề. Ờ, nhưng mà thôi bỏ qua đi. Dạ, mày sao rồi, như này khỏe không, có gì mới không? À, không phải đâu, giờ này em cũng tốn tiền. Tao cũng vậy. Trời ơi, tao tốn tiền lắm mày ơi. Kinh tế khó khăn. Ừ, dạo này bởi vì mày thấy tao ở nhà không rồi, tao có gọi ai đâu. Ê, sao nãy anh mới nói là anh có thử gọi em mà, nó có gọi em rồi. Dạo này sao, bạn gái rồi, có bạn gái mới không? Cái trình nào mới không? Kể tôi nghe rồi. Dạ, em vẫn chưa có bạn gái nè. Dạ. Chưa bạn gái hả? Dạ, chưa bạn gái. Ờ, à, vậy tốt, trời ơi, có bạn gái tốn tiền, không? Làm bạn không có lo sự nghiệp trước, chân chắc. Dạ, tốt, anh thích mày. À, mà anh Phong ơi, hôm nay thật sự là em qua hôm nay muốn hỏi anh về cái số tiền anh mượn em hôm bữa. Hả? Tao mượn tiền mày nào, mày có lộn vậy? Dạ, hồi 3 tháng trước đó, lúc mà anh về Việt Nam, anh có hỏi mượn em 1.000 Mỹ Kim, anh nhớ rồi. Mày nói sao đó, anh mày đi chơi với anh này biết bao nhiêu lâu, đâu có bao giờ có cái tính mà đi vòng vòng đi mượn tiền người ta. Mà giả lại cái số tiền cái 1.000 đồng lớn như vậy, làm sao mà anh không nhớ được? Dạ, thì đúng rồi, em biết là anh hay quên. Cho nên là em có kêu anh ký cái giấy nợ. Hay là anh em có đàng hoàng ký của anh đàng hoàng à. Đù má gì cơ vậy? Anh có nhớ chưa? Trời ơi, tao thiệt là đáng chí thiệt. Mượn cái ngàn cái tiền lớn như vậy mà không nhớ. Mà để mày qua đồi đó thiệt là không. Vậy là không sao anh nhớ được rồi. Việt à, mày biết không Việt? Mày có thằng chơi được nhất trong đám này. Mày biết là mày là người tốt lắm không Việt? Mày biết anh mày cũng tốt với mày đúng không? Mày nhớ hồi đó là khi mày vô nhóm á, mày là cái thằng xấu trai nhất. Không có thằng nào cũng chơi với mày. Thằng nào cũng có bạn trong nhóm là anh là ca sĩ nổi tiếng á. Chứ mày là không có làm cạnh. Anh mày á, là người đứng ra giới thiệu cho mày vô nhóm để mày được hả, quen với ca sĩ này, ca sĩ kia. Đúng không? Ừ, bởi vì mày có nhiều người hả, mời mày đánh đàn nọ. Mà bây giờ mày nó còn cho tao mượn tiền á. Bởi vì tao hứa với mày luôn, 3 ngày sau tao sẽ mang tiền hết. Tao sẽ tận tình đưa gửi mày. Mày tốt lắm Việt. Mày á, bởi vì tao nói mày anh em mày chơi như vậy là được. Ba, tao hứa mày luôn. Okay. Rõ ràng là 3 ngày sau, ok. Nha. Nhớ mấy phone. Dạ, nhớ mấy phone nha. Anh muốn cho bảy luôn. Thằng muốn cho bảy nhớ mấy phone nha. Đừng có off phone nha, đừng có đổi số nha. Sao? Cứ từ đầu đi, khi nào mà không tiền trả em được. Ừ, anh sẽ 3 ngày. Có thông gì nhắc nhở. 3 ngày. Ba ngày nha. Ok, ba anh không. Mày tốt lắm Việt. Mày tốt lắm á. Dạ, ok. Ba Việt. Mày tốt lắm. Việt tốt, dễ sợ tốt nha. Ừ. Đủ mẹ, 3 ngày sau mày mà gọi điện tao, tao là con của mày. Mẹ của đồ. Việc lộn mày uống mẹ được chưa 3 ngày. Đó lấy tiền làm cặt gì mới 3 phút quay lại rồi. Mày á. Ê, em Vũ. Mày em Vũ. Trời ơi, đẹp trai vậy. Em làm gì vậy? Mày ngồi. Đừng cắt sao. Trời ơi, đẹp trai dễ sợ luôn nha. Ủa mày mới mua game đá banh đó hả? À, đúng rồi, mới mua 59.99 cộng 4 đồng thuế nữa. Tao cũng có một cái giống vậy đó. Chơi cũng hay lắm. Chơi hay hả? Hay không về nhà chơi đâu, qua đây làm chi? Tao cũng muốn kịp mẹ nữa, thằng nào cơm mẹ cũng lâu. Ơi anh Vũ ơi, anh Vũ. Em nói anh mà, anh con người anh dễ tin người lắm anh Vũ, hiểu không? Anh đi vòng đi chơi, đứa nào cũng mời về nhà. Bạn bè gì mà anh. Một hôm bữa nhớ, bữa tiệc của anh mời 30 người vô nhà mà anh không có nước lưỡng độ của anh.
sao nghĩ thằng Việt, thằng Việt cháu già mình lộn nó đủ má nó ăn chắc đồ tao hoài. Tao cũng nghĩ vậy á. Anh đù game này game của tao mà. Tao chỉ game anh nào. Mày nói cái sao vậy? Có chữ ký của tao đây nè. Game của Vũ Râu. Cấm thằng chó nào lấy. Đù, nó sao game của em mà anh ghi tên vô chi vậy anh Vũ? Em vô năm 59 mà. Em nhớ rồi, em nhớ rồi. Hôm bữa em cũng mua cái này. Sao em biết anh thích đá banh mà em mới mang qua nhà anh để anh chơi. Nhưng mà không ngờ anh mua sẵn cái nên mà em để nó xong em lấy lộn cái về. Em kết thôi, cái này của anh. Cái này của anh, thôi anh cầm, anh cầm. Anh cầm ha, cầm về. Rồi hả, cái gì hả, về nhà kiếm được cái của em. Nếu kiếm không được thì mua em lại cái, không sao. Ok, về nhà. Dạ, mẹ mày không lê. Mày nói gì kỳ vậy, game của tao. Mà tao đem trả cho mày. Đụng em có lộn thuốc kìa. Bà, anh đừng có nghi ngờ em. Em rõ ràng có mua một cái. Anh với em mình là anh em với nhau. Anh quen với em bao nhiêu lâu rồi? 3 năm. Anh mình đạo nghĩa giang hồ. Em có tính tình em là thẳng thắn. Lúc nào cũng thẳng thắn được chân thật. Thà chất phát đầu đổ trời chân đặt đất. Cái game của anh là em lấy về đi. Nhưng mà anh có nhớ không? Hồi đó anh bị hư xe hư. Ai kêu Uber cho anh? Mày kêu tao nó tiền. Thì đúng rồi. Em đúng không? Em thấy không? Em bỏ biết bao giờ rồi. Tình cảm của em ra nữa, tình nghĩa anh em mình là trên nhất. Đi ra kiếm Uber cho anh, gọi anh lúc mà bạn nạn thấy chân tình. Anh thấy không, bạn nạn thấy chân tình rõ ràng. Tao nhớ á, tao gọi mày qua chở tao. Mà mày nói mày bận, tao không biết bận cái đéo gì. Thì em bận nhưng mà anh đã bị hoạn nạn. Thì em phải bận, dù bận cách mấy em cũng gọi Uber cho anh, gọi taxi cho anh. Bởi vì anh em mình á là tình cảm em mình là trên hết, đạo nghĩa giang hồ, hiểu không? Anh phải tin tưởng em, anh em mà thôi. Bây giờ cái game này anh lấy về đi, anh mang về đi. Rồi anh có nếu mà kiếm được game em thì trả lại em. Em không kiếm thì không sao đó. Trời, tình cảm anh em mình hơn. Cái game này anh về đi nhanh Vũ. Okay. Trời, thích game nhanh Vũ. Thôi về. Rồi, dạ. Được sao không cầm lộn nghe mày. Không cầm lộn đâu, Vũ về nha. Ba Vũ. Vũ là trai dễ sợ. Wow, tướng đồ quá. Giờ Vũ mình rồi, cục nào cục đấy bự rồi. Trời ơi. Ba Vũ nha, Ba Vũ. Được chơi. Yeah. Thằng cha này cầm cái hộp không về chơi được nó chết liền. Anh người đi một game ở lại. Ủa má hôm nay càng càng kia chờ. Ai hôm qua tâm quyền vậy? Ê, con ca sĩ. Ê, trời ơi. Hôm nay con ca sĩ thích nghe qua nhà chơi nữa. Không, dạ. Tao không ngờ được mày. Tao đã chặn rõ ràng mày, mấy anh em trong nhóm. Đừng có ai thua em gái tao hết á. Nó mới có 16 tuổi à, nó còn đi học. Tại sao mày thua nó? Trời ơi, làm gì có chuyện đó, đâu có đâu. Hôm bữa tiệc nhà ông Vũ, tao có chắc nó đi theo. Tao lỡ tao uống nhiều quá, tao xỉn. Mày á, mày cua nó. Rồi mày hôn nó ngõ nữa. Trời ơi, cái nó đẹp như vậy thì tao gọi là cái môi chứ không phải cái mỏ. Thôi là miếng cứ ngồi con nhỏ khác, con ghẻ khác đi. Nó là cái mỏ. Anh Quỳnh à, đúng là em nó nói rồi, không có chuyện đó đâu. Em với Minh Đì là trong sạch đúng không em? Mày gửi cái gì mà gặp má con đá, mình đá gì vậy? Mày con gái con lứa đi ra đường để người ta cua còn để bi hôn chứ mỏ nữa. Mày đúng là đủ mắt dạy. Sao là anh nói vậy? Anh nó nói rồi, hôm đó là anh Quỳnh anh xỉn. Nó làm cái gì có chuyện đó, anh ai nói anh như vậy? Chính ông Vũ nè. Ông kể cho tao nghe là tao mới bực tao tới tìm mày á. Trời ơi là trời. Anh biết anh, ông Vũ á là cái lò sản xuất bom nguyên tử ở tại Bô Sa này mà anh làm sao mà nghe ông. Mày nói cái gì? Ông Vũ là ông làm trường học. Mà mày nói cái gì tao không hiểu gì hết à. Ông Vũ ông nổ lắm ông Quỳnh ơi. Trời ơi, ông nói mà 10 phần mà tin 1 phần thôi. Ủa vậy hả? Làm mất tình anh em quá. Trời ơi. Anh Quỳnh kể tao nghe về sao đây? Anh Quỳnh với em á cũng giống như anh em với nhau. Mình cũng quen nhau biết bao nhiêu lâu rồi anh hiểu không? Em của anh Quỳnh cũng như nhà em của em. Trong giang hồ anh em lúc nào cũng là anh em. Em gái của anh cũng giống như em gái của em vậy. Đã nói là anh em thì làm sao mà hả, cũng có chuyện đó. Đúng không em? Tuy rằng em của anh Quỳnh đó là bây giờ nó mới lớn, nó đẹp như một cái hả, búp bê người mẫu mà robot của Nhật vậy. Nhưng mà đã là anh em thì không bao giờ có chuyện đó. Anh Quỳnh là một người rất là tốt. Anh nói anh rất là tốt. Anh lúc nào cũng nghĩ cho anh em, lúc nào cũng đạo nghĩa giang hồ. Nguyên Bô Sa này người ta nghĩ đến anh Quỳnh đó, người ta nghĩ đến là Trần Thảo Nam. Có biết Trần Thảo Nam trong đạo trong phim người trong giang hồ không? Đó, anh Quỳnh giống lắm. Giống sao không giống? Trời ơi, anh Quỳnh là một
đẹp trai ca sĩ cao to tướng trời ơi, ca đang cùng nói chuyện đây nè. Trời ơi, mình dặn dở 6 feet. Trời ơi, con ca sĩ nào mà 6 feet, con ca sĩ nào dặn làm 6 feet không? Đang nguyên mà đứng cỡ đến tắt là làm sao có cửa rồi. Mình cũng đừng hát nhạc sớm rồi, trời ơi, không bao giờ có ai qua được mình. Bởi vì anh Quỳnh đó là anh Quỳnh đang lúc nào cũng hát hay. Hát rất hay, làm video rất giỏi. Anh Quỳnh ngày nào cũng đăng video, ngày nào cũng đăng video. Làm sao mà đăng lên chuyện bóng cao đó, Quỳnh ơi. Bởi vì nhớ nha, nhớ về làm nhạc đi. Anh Quỳnh mới làm 10 cái video, 10 cái video mới hả, làm sao mới giá trị của anh Quỳnh như vậy, đúng không? Đúng không Quỳnh, đúng không? Đúng không? Mày nói cho nghe, cô Lý á. Cô Lý không? Cô Lý thì được rồi, nhớ đi về, đi làm video, mượn cái video nha anh Quỳnh. Nhớ nha, cố lên, cố lên Quỳnh, cố lên, cố lên. Đó, ừ, trời ơi, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Em, đừng mở hộp cái này. Thôi, vô cái này mày. Hả? Vô cái, vô cái. Vô hả? Vô cái, vô cái cho em. Uống gì vậy? Thôi, vô. Thôi, lỡ rồi. Lỡ rồi, chơi luôn. Thôi, mình nha. Thôi, uống được nữa. Giờ mấy anh em ngồi chơi. Mẹ tao nói tụi mày nghe, thằng này của Phong tụi mày đẹp đẻo. Đồ má nó một cái vua cho tao cái nghe. Ha. Tao qua cái đòi lại. Tao tưởng sao nó đưa cái hộp không. Tụi má về tới nhà tao mới phát hiện ra. Bóc phân gọi cho nó. Nó nói đồ nó đưa cho tao rồi. Chuyện mất là chuyện của tao. À, hôm trước á, lúc mà ổng về Việt Nam xin mượn em 1.000 rồi cho mượn bữa qua kiếm mà hỏi thăm kiếm hỏi lấy tiền lại chứ ổng kêu 3 ngày sau trả. 3 ngày sau gọi máy không ghê luôn. Vậy mày uống với mày má mà chơi má nói mà nó quá trời nổi luôn. Nó nói mà hả má chốc lại em giận nhỏ em gái tới quấn vốn đó, tình quấn đó. Tưởng sao nó nói cho em đáng quên không nhớ còn nhớ gì nữa, đi ra xe về luôn bỏ quên nhỏ em gái nhà nó buồn giờ biết giờ có bầu chưa. Giờ em nói anh nè, việc á tìm cách làm trên luôn trời đừng hạnh trời. Cái gì vậy trời? Fuck! Đồ má mày! Cắt mày kia rồi! Đồ! What the fuck? Ê! Tụi mày! Ngọc ba đồ má uống xịn sao giờ mặt tao máu em xong vậy? Ê! Mẹ không? Ủa là sao? Em đâu biết đâu. Mày nói gì kỳ vậy? Tao mày anh em từ xưa tới giờ quen nhau tỷ tắc tao mày rồi. Tao bây giờ chơi cái gì đâu. Mày nhớ hôm xưa đó mà tao gà mấy thằng nhóc cái gì đó qua đá em như nó đồ. Mày đến chỗ này mày nhóc thì sao? Mày nghe tụi nè. Có nói tao biết nào rồi, nói gì đó. Dẫn anh em đi uống cà phê gì đó. Tới nhà đó. Cha anh làm gì vậy? Anh cứ ngái thôi mà cười nữa. Má con mày dơ em rồi. Thôi là lại đi, quen việc lại nó qua. Nó nói quá trời nói luôn. Anh lại mày đã cho đủ mát rồi, nó cười hoài á. Nó hết rồi, nó hết rồi. Má mà nhớ cái mặt cười hoài. Nhưng mặt ta nhớ tới cười nè, đẻo ôm cái rồi cắt. Cắt. Đâu, cái đồng hồn. Chống, chống, chống. Đi cười kết.